Dạ vâng, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và em xin chúc cho cô chú anh chị cùng quý vị có nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2024. Cô bác anh chị ơi, một thông tin em vừa cập nhật được cũng rất là nóng luôn. Một thông tin nói về mà một người đã đi theo tăng đoàn trong thời gian vừa qua, nhưng mà cái sự hiện diện thì ít thấy trên mạng xã hội lắm cô chú, cô bác anh chị. Thì ngày hôm nay thầy Minh Nhuận đã lên chia sẻ một bài với truyền thông, với những cái mà mạng xã hội về vấn đề mà tu tập và tự do tôn giáo, tự do đi lại trên đất nước. Thầy đã nói những gì thì chúng ta cùng vào cùng chia sẻ cái video này với em. Các bác anh chị ơi, thì trong thời gian vừa qua đó thì sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đó, thì chúng ta thấy đó, không biết là có đá đổ chén cơm của một số ma tăng hoặc là một số tổ chức cá nhân nào không không biết, nhưng mà họ luôn luôn gây khó dễ cho sư Minh Tuệ cùng với những cái trò cũng với người trong tăng đoàn của sư Minh Tuệ, đặc biệt là trong cái đêm mà cái đêm mà định mệnh của mấy thầy mấy sư đó, đi lên cái giấy ký giấy mà tự nguyện ngừng bộ hành đó. Thì đến nay thì sư Minh Nhuận lại chia sẻ thêm một bài nữa các chị, chia sẻ một bài. Thầy Minh Nhuận, để có một người mà chia sẻ lên thì có tiêu đề như thế này là: ngày 14 tháng 7 thầy Minh Nhuận tự sự chia sẻ trong sự bất lực và rất buồn và không hiền, không hiểu đã vi phạm mà điều gì mà sao như vậy. Các bác chị mình cùng vào xem cũng như là cùng tìm hiểu lý do tại sao mà thầy Minh Nhuận lại chia sẻ như thế. Chúng ta cũng rất là vui khi thấy thầy Minh Nhuận cũng một lòng, cho dù gặp gian nan trắc trở trong thời gian vừa qua, thầy cũng không buông bỏ cái sự tu hành. Tại vì trong căn tu, trong cơ thể, trong người của thầy đó đã bộc phát rồi. Thầy đã yêu thương và tôn kính sư Minh Tuệ, và thầy đã chia sẻ rất là nhiều điều. Cũng hy vọng rằng ngày cho dù khó khăn thế nào, chông gai như thế nào, thì thầy cũng vượt ra qua những cái sự mà chông gai như thế để lên để đi đến một con đường tu tập. Các anh chị thấy đó, đây là cái hình ảnh của thầy Minh Nhuận đã chia sẻ 14 tháng 2. Các anh chị chúng ta cùng vào xem. Một cái thông tin này cũng rất là, thấy là thầy chia sẻ cũng rất là buồn. Qua tụi con rất là buồn và bất lực vì con là công dân Việt Nam á, con đi đâu thì cũng không được. Hiện tại bây giờ con đi con mặc cái y phục này ra đường cũng không được, không biết mặc cái y phục hay mang cái nồi cơm á, không biết có ảnh hưởng hay có vi phạm pháp luật gì hay không. Mà sao cứ đi đâu họ cũng mời, họ cũng bắt anh, họ cũng mời anh em tụi con. Khi mà con rất là buồn, mình là người công dân Việt Nam, trong luật có để là tự do đi lại trong nước và ngoài nước, và mọi người có quyền học tập và mọi tự do tín ngưỡng đều bình đẳng. Mà sao con thấy con rất là bất lực, tụi con chỉ là tự tín ngưỡng rồi tự đi mang cái hình tướng này của Đức Thế Tôn, chứ con không lấy cái hình tướng của giáo hội hay của ai cả, con chỉ mượn hình tướng Thế Tôn. Con đi như vậy người ta cho con một củ găng hoặc là một chai nước suối, như vậy là không biết có phạm pháp hay không. Mà sao con đi tới đâu thì cũng bị mời, khi mà về các tỉnh miền Tây này thì con không có mà bị tập tụ hay là làm mất cái an ninh, hay là đi 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 để mà gian hàng để làm mất giao thông gì cả. Mà sao con đi tới đâu cũng bị mời, rồi có chỗ thì người ta xin cái y, người ta làm kỷ niệm cái chỗ rất là lịch sự, còn có cái chỗ còn thu y thu bác, thu y thu bác rồi còn chửi nặng nhẹ tụi con không biết con mặc cái y phục này nhưng mang nồi cơm, không biết có vi phạm pháp luật hay không. Chứ thời gian qua con thấy là bất lực cho tụi con là công dân Việt Nam mà không có nghĩa vụ học tập hay là tự do tín ngưỡng hay là tự do đi lại ở các tỉnh trong nước và ngoài nước hay sao. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, cô bác anh chị mình vừa nghe một tự sự của thầy Minh Nhuận và những lời nói mà trong cái sự bất lực của thì như cô bác anh chị mình biết á, trong cái luật và trong cái luật pháp của nước chúng ta thì tự do tín ngưỡng và tự do đi lại là người một người dân là sẽ có quyền, và trong cái thời gian này là cái thời gian mà hết sức nhạy cảm. Tại có rất là nhiều YouTube đã bị phạt,
Cho nên thì em không muốn là một nạn nhân kế tiếp. Chúng ta nên nói chuyện cho một cái cách là nó phải kỹ càng. Như thi sư Minh Nhuận có chia sẻ đó, thì sư học tập và tu theo Phật, và y áo của mặc hay ngày mặc cũng không giống với trong những người trong giáo hội Phật giáo. Y áo người mặc giống như sư Minh Tuệ thôi, và cái nồi cơm điện của ngài cũng không giống với là cái những người mà trong hội trong cái giáo hội Phật giáo đi khất thực. Họ có một cái nồi có nắp, nhưng mà đây thì chỉ là cái nồi lỗi nồi cơm điện thôi các anh chị. Cho nên thì chúng ta rất là buồn khi những chia sẻ như thế này của sư Minh Nhuận mà chúng ta biết đến những cái hành động không tốt đẹp gì cho lắm. Vấn đề này thì xảy ra chắc cũng có lẽ là có chứ không phải là không đâu các anh chị. Nhưng mà hy vọng rằng những người có quyền, có thế lực nào đó thì cho những cái người cũng như là những người mà họ tu đó, họ một theo một lòng hướng Phật đó, thì cho họ tội nguyện đi tu tập trên con đường của họ. Họ cũng biết là tu tập, họ cũng biết là luật, họ cũng giữ giới luật, và họ cũng không có làm sai trái với pháp luật, họ cũng không có làm sai với ai, và họ luôn giữ một cho một con người mình trong sạch, tốt hơn cả những con người mà nằm trong giáo hội Phật giáo rất là nhiều. Các anh chị mình thấy đó rất là nhiều. Và những chia sẻ của thầy á, thì có nhiều người á, lại xin y áo của thầy, và có nhiều người cũng xin được cơm điện của thầy, lỗi là cơm điện của thầy vẫn cho. Nhưng mà có những người thì đã bắt buộc tịch thu luôn đó các anh chị. Mình thấy nghe mà nó hơi bị đau xót ha, tại vì trong cái thời này thì có lẽ là thời mạt pháp rồi các anh chị, con cháu của ma vương rất là nhiều. Các anh chị mình thường nghe cái câu là có Phật và có yêu thôi. Sư Minh Tuệ thì như một vị Phật vậy đó, thì sư Minh Tuệ xuất hiện, và sư Minh Tuệ tỏa sáng như thế nào thì con cháu ma vương nó càng phá rối nhiều hơn nữa, chứ không phải gì đâu. Thì có rất nhiều sư hiện thầy bây giờ cũng rất là khó khăn khi đi bộ hành khất thực giống như là sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là cô bác chị mình tại biết tại sao là sư Minh Tuệ lại vẫn được đi bộ hành khất thực không? Tại vì sư Minh Tuệ hiện tại là một con người của công chúng đó, em nói thật. Nếu mà đụng tới sư Minh Tuệ thì rất là mệt đó, rất là mệt, có thể có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa. Và những vị sư này á, thì họ sẽ không có được như sư Minh Tuệ, họ chỉ là một người đi theo sư thôi. Cái sự quan tâm của mọi người đến với những cái người này ít, những cái thầy mình ít, như thầy Minh Không, Minh Nhuận, cái theo dõi rất là ít. Nhưng mà trong nước và ngoài quốc tế họ luôn theo dõi về sư Minh Tuệ. Cho nên là cái sư Minh Tuệ nếu mà có vấn đề gì thì có lẽ đó là một chuyện khá là lớn, không phải là chuyện nhỏ đâu. Cho nên thì còn cái vấn đề mà của mấy sư này á, thì cũng chia sẻ của bác chị mình thấy đó, đi khất thực thôi, đi khất thực, đi xin cơm ăn thôi, mà đã có rất là nhiều chuyện xảy ra rồi. Mong rằng là những cơ quan chức năng hãy hỗ trợ cũng như là tạo điều kiện tốt nhất cho những người một lòng tìm về chánh đạo, họ đã có căn tu rồi, cho nên là họ cho họ đi tội nguyện được tu tập. Thật ra thì tu tập cũng là một điều tốt thôi, chứ không có làm hại đến ai. Họ đã có căn tu thì họ sẽ tìm đến giác ngộ. Các anh chị thấy đó, nếu mà khi một con người mà cho được họ tội nguyện làm những điều tốt, điều đẹp thì họ rất là hoan hỷ. Còn cái những cái con người như mà mặc áo cà sa mà đội cái lớp vải mà trên đầu đó, đội những cái dương niệm đó, ngồi một cái ghế cao đó, như một vị vua đó các anh chị thấy. Như anh Minh ở chùa chùa lớn nhất Việt Nam mình đó, chùa Ba Vàng, một bậc chân tu cái kiểu gì kỳ cục, tu là không cần tiền đó, tu là không cần tiền, không cần vật chất. Một số người tu cần bằng cấp, tu tiền bạc cúng vườn chùa thì to đùng. Tại sao những người đó bây giờ hiện tại mới lòi ra như thế? Thì đó là do sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đó các anh chị. Chúng ta cùng ủng hộ cũng như là cùng dõi theo những bước đường của sư Minh Tuệ, cùng với những người đã đi cùng tăng đoàn với ngài đi tu tập. Cuối video thì em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video. Xin hẹn cô chú anh chị mình ở video tiếp theo ạ.